chúng ta nợ nhà mẹ rất nhiều. Chị em chúng mình mãi nợ nhà mẹ, khi còn nhỏ chưa biết chăm sóc mình thì mẹ nuôi chúng ta. Khi đã biết tự chăm sóc cho mình rồi thì lại lo cho chồng con. Khi bắt đầu biết xài tiền thì dùng tiền nhà mẹ, khi đã biết kiếm tiền thì lại lo cho gia đình nhỏ của mình. Khi sinh con thì nhà mẹ thăm nom, khi khỏe mạnh rồi thì lại về lo lắng cho chồng con. Chúng ta nợ mẹ chúng ta rất nhiều. Bố mẹ là một phần cuộc đời của bạn, còn bạn là cả cuộc đời của bố mẹ. Biết tại sao không? Vì bạn chỉ sống mười mấy, 20 năm bên cạnh họ. Yêu thương đến mấy cũng có ngày bạn bận rộn lo cho gia đình của riêng mình. Còn họ, họ yêu bạn cả đời mà. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bạn thì họ là hai người duy nhất trên thế gian này yêu thương bạn một cách thật tâm, thật tình nhất. Đến khi khép đôi mắt lại, chẳng thể nhìn thấy bạn nữa. Chẳng bao giờ tin bé con của mẹ ngày ấy, vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lớn như thế này. Giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây, và con đã chứng minh.